Trung Nguyên xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Đây là quang cảnh công trường xây dựng và đội thợ xây đang đổ những chiếc cột bê tông của tầng 1 công trình mới. Trung Nguyên mời quý vị khán giả theo dõi nha. Do tiếp giáp sát với tường nhà hàng xóm cho nên chiếc cột thứ 8 này là không được đổ bê tông như bình thường. Bình thường thì chiếc cột bê tông sẽ được quây be 4 phía, nhưng ở trường hợp này là chỉ được quây be 2 phía mà thôi. Và cái việc kê kích và chằng chống nó rất phức tạp, để làm sao mà khi đổ bê tông nó không bị bục ra là cả một vấn đề. Vì vậy là phải kết hợp và dọn dẹp và chằng chống cho nó rất là cẩn thận. Và đội thợ xây đang nỗ lực để làm điều đó. Bác Thụy là đứng mũi chịu sào ở trên ráo, ở dưới là bác Tuyến. Còn đây là bác Thủy chủ xây. Thế là bây giờ cũng có đây. Nhất định có. Thế có gì ạ? Bán như thế. Thôi quá rồi, đi sang. Như thường thế rồi, thì chắc là lấy được rồi. Chấm chấm tận chân như thường thế chứ nhỉ? Cảm ơn chị. Anh đã ở đây rồi đó. Cái này là mình cảm thấy là thế.
Thank you.
Xe có bố đâu? Chẳng đi hết chứ. Chẳng mua hai đứa thôi. Đứa đâu? Ê sao cất đi, buộc cất đi. Buộc cái dây, buộc cất vào trong lều, treo lên. Ê, đấy sao vào đấy. Thôi rồi, cái kia cả. Đây, đây, cái dây nữa. Đây, đây, đây. Bao giờ xong được cái mái vượt lên trên là nó đỡ chật vật các bạn nhỉ. Cứ xong được cái mái tầng 1 ạ. Bây giờ nó còn vâng. Bao giờ vạn sự khởi đầu nan. Nó trục trặc bắt đầu tí là có những cái phiền toái. Nhưng mà nhọc nhất là lúc chưa xong cái móng là nhọc. Xong cái móng là đã khó đỡ đi rất nhiều ạ. Căng thoải mái nhé, chắc chắn cái chèn là thấy căng thế là xuống. Cái trên với dưới. Cái hai cái, một cái dưới. Đó rồi, đeo đường rồi. Đây đường rồi. Bác lấy được bụi chưa bác Thủy ơi? Bác đã lấy được bụi chưa? Lúc thời gian này tối rồi. Cái đấy là bác phải lấy bụi đấy. Phải chịu mà lấy bụi đấy. Em lấy cái mảnh bìa các tông cứng ấy mà. Em soi gương, cố gắng soi gương ấy xong rồi gạt phát ra ngay. Nó bắt được cái bìa các tông. Chứ không ấy là khổ lắm. Đưa lên trên. Anh đang ở đây. Rồi.
này, mặt thằng này. Hay là cho đầu lại lên cao võ chứ. Đá cho đầu lên cao chứ. Không kê được đâu, vì mình đi sâu rồi. À, có dâu rồi. Do cái rằng này nó hơi. Rằng thì chéo là sao khỏe này, đùn ngay. Hả? Hả? Cứ thêm một tí đấy. Đoạn ra đây rồi nhé. Đây, tí nữa để tôi tìm cái này. Đây này. Đây thế ai thế quan thế thì trùng quá nhỉ, đây là như vậy đấy, thế này Ban còn lên đẩy lên trượt, cái này không là thủ sự đấy, bác cứ để kè thả cho anh em làm đấy, nó cho lên trên đẩy nó đẩy một phát là một lên mà đấy, không ai thủ sự rồi.
dẫn ạ. Chốc đổ nó căng, nó đẩy nó phát, nó trượt lên ngay. Nó trượt kia rồi. Ok rồi. Giờ có khoan cái mũi để kia khoan khoan thôi. Hay là chống chống ở dưới à? Ở dưới này. Theo bộ này. Thank you.
khác. Đây à? À đây khác này. Vâng. Các bên kia anh bỏ thôi, kê ra khác. Kê ra giữa anh. Kê ra cho này. Với lắp cho mình khoảng ở giữa ấy. Kê cái thốt này xuống thấp thái này. Kê thốt này ạ. Đây đây, xuống đây. Chiếc cột cuối cùng này đã được kê kích ngay ngắn và chỉ còn mỗi việc là đổ bê tông là xong. Ngôi nhà này có tất cả 8 cột và cột bê tông thứ 7 đã đổ sắp xong. Bảo tôi xúc thế, tôi xúc nước, xúc nước cái kia, lại bảo xúc nước nữa cái kia, xúc cái kia rồi lại bảo xúc nước nữa. Mỗi người một kiểu, xúc bằng này rồi lại bảo xúc nước nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là trụ cột thứ 7 đã đổ bê tông xong. Chiếc cột thứ 8 là chiếc cột phức tạp nhất và vừa được kê kích ban nãy. Bình thường thì đồ thợ xây thì đổ bê tông xong thì mới kê kích và chỉnh đứng thẳng. Nhưng vì cái hạn chế cái mặt bằng đất giáp với hàng xóm quá gần và không thể lách tấm be vào được thì đồ thợ xây đã quyết định kê kích và chèn. Sau khi xong hoàn toàn chiếc cột thứ 7 này thì đồ thợ xây sẽ rải lau ít phút và hoàn thành nốt việc đổ chiếc cột bê tông thứ 8 và cũng là chiếc cột bê tông cuối cùng. Trưa nay nhà mình ăn cơm thế nào bác Tuyến ơi? Thấy không? Mình ăn cơm xong là về đây nghỉ gì bác Tuyến ơi? Trung Nguyên xin cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi video này. Kính chúc quý vị khán giả cùng gia đình vui vẻ, mạnh khỏe, bình yên. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các video sau.